Nhắc đến Khazit, thằng AD nào cũng phải sợ giải ló. Bởi vì sao? Bởi vì Khazit có cho mình một cái khả năng sốc đam. Oh my god. Wow. Vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ chơi Khazit cho anh em cùng xem nha. Yes sir. Và anh em xem clip nếu có cần add với skill tốc chiến thì tôi có nha anh em ơi. Thank you. Và qua bản cập nhật vừa rồi 5.2a, chúng ta cũng có thể thấy là Khazit vừa được tăng sức mạnh. Ai chà, cái dữ gì sao, nhức nhối lắm nha anh em à. Ủa chú Khê, trong tình huống hiện tại thằng Darius của tôi nó đang bị phiêu ra ép quá ép rồi, kéo thành công trong trụ. Tôi liền nhảy lên gây sát thương liên tục nhưng mà không đủ, phải tốc biến lên đánh thường thì mới lượm được 400. Và trải qua bao nhiêu năm tháng farm miệt mài thì con rồng nước nó cũng đã ra rồi, tôi phải kiểm soát ngay. Nếu như mà chúng ta không kiểm soát, nó sẽ được gọi là có không giữ mất đừng tìm. Yeah, tem đền đáp tôi bằng cách là dọn sẵn một bàn buffet cho tôi đến để mà thưởng thức mà thôi. Ai chà, thằng đây muốn chạy à, nhảy lên tóc bí rồi cào một cái mỹ mãn vô cùng. Orina, em không biết tôi là ai sao? Đúng vậy, là người chồng đoạn mệnh của em, ngu nhất trùy. À thì câu chuyện nó diễn ra như thế đó anh em mà. Hai team bắt đầu giao tranh liên tục mà tôi cũng đến thôi chứ sao giờ. Wow, cha thằng AD đến đây thiệt là đúng lúc, sẵn tiện cho chúng ta một bàn buffet vô cùng ngon lành. Nhảy qua và lấy luôn mạng của Orina, thêm một bước nhảy nữa nhưng mà bị Xin Hao từ chối, bắt buộc tôi phải xuống tay lấy chip bạc hiu. Mọi chuyện chưa dừng ở đó đâu, chúng ta còn thấy bóng dáng của Fiora tóc biến đập mặt cho tường nhé. Để tôi cào cái cho bớt mắc mặt nè. Và sơ và đó chính xác là qua đa khiêu anh em à. Ok kìa, mới ăn Xin Hao xong rồi, xong rồi ăn phiêu ra mà sao không được qua đa khiêu. Mấy anh bẹp tôi ác thì chứ hả. Đó đích thị là một sự mai phục đến từ vị trí của tôi, cào một cái Lissandra phải rung rung cặp đùi, rồi tôi cũng phải gieo mình vào con rồng lửa. Quay cha, con rồng lửa này cũng quan trọng lắm nha anh em ơi. Nói chung con rồng nào mà không quan trọng, con rồng này nó sẽ cho chúng ta về chỉ số sức mạnh công kích cùng với đó là sức mạnh phép thuật. Xin Hao vừa lú xuống gặp tôi ăn xong là hết hồn nữa, chạy đi. Trời ơi, tem bên kia bắt đầu rối loạn rồi anh em à. Để trấn an cái sự rối loạn đó thì tôi gặp ơi xin lỗi nha, lỡ đem em ra làm trò tiêu khiển. Cứ mà dễ gì em buồn. À, nhiệm vụ chính của Khazit chúng ta không phải là lao vào mở giao tranh một cách chạy cối, mà là nhắm vào những thằng AD. Ví dụ như chú Tư nè, nhảy vào một cái quay chà hết hồn như thế ấy. Sao cây máu của anh giật nhanh hơn tôi nữa vậy? Để tôi coi cây máu của cái con Baron Nashor này nó có giật nhanh như là chú Tư hay không nha anh em ơi. Ủa chú Khê, nói chung là ăn thuận lợi, cái thằng Xin Hao nó vẫn còn ở dưới cái đường dưới. Rồi làm sao đấy hả? À mà tôi mới đọc cái comment của một cái video gần đây của tôi. Tôi kêu cái anh đó là cái anh Xin Hao, thì thằng khứa kia vô comment Xin Hao là cái cờ gì? Hoài cha anh hai à, VTV thời sự mỗi ngày đó, nhớ lên sạch coi nha. Nghiêm túc bắt lỗi quá đi coi thời sự đi chứ ạ. Rồi cái khoảng thời gian mà chúng tôi cảm thấy như là chú Tư quên sự hiện diện của tôi sao? Ây da, trời ơi, sorry Orina nha. Tính bắt chú Tư đó nhưng mà nhào vô bắt lộn. Trời ơi, sorry. Xin lỗi đã lấy em ra làm trò tiêu khiển. Rồi ngày ấy tôi có đi ngang qua cái khu vực gọi là đường mid, lại bắt gặp Orina. So sorry, tại vì em máu giấy quá. Biết sao giờ, cái em lít sinh ra này cũng vậy. Đôi khi những tình huống như vậy mình cảm thấy có lỗi lắm anh em ạ. Mình ăn hết trơn à, không có chừa cho đồng đội quá. Mà chắc không có ai trách mình gì đâu hen. Rồi đến với những pha giao tranh AD đứng đằng sau thì coi chừng tôi, nhảy một cái là bay màu, làm sao mà chơi được đây chứ hả. Nhảy qua đây lấy luôn mạng của Lissandra, sau đó nhảy đi. Anh Xin Hao thì cho anh một vé nhảy sao đi. Và chính xác sau hai cú nhảy, tôi đã đưa AD cùng với Lissandra vào trạng thái tơi nảy. Rồi sau đó tôi cùng với những người đồng đội thiên lành lại ăn con rồng ngàn tuổi. Khi mà có rồng ngàn tuổi trong tay rồi, chắc tôi nhảy bay màu tem địch cho một nốt nhạc quá. Sau khi mà ăn xong rồng ngàn tuổi, tôi muốn làm luôn cái Baron Nashor. Có chị có em thì nó mới vui đó mà. Chú Tư bắn à, đợi tí. Qua tới liền đây nè, nhảy nhẹ qua cái địa hình. Rồi sau đó săn lùng chú Tư, nhưng mà phát hiện Lissandra nhảy lên đánh nhẹ hai cái. Adamant, đồng hồ cát chỉ giúp em sống thêm 2 giây mà thôi, nhưng mà cái giáp thiên thần của anh giúp anh sống trọn cả cuộc đời. Đây nè, Orina hết ulti. Nhảy qua một cái cho em về bể đá cổ. À chà, sao nấy nó lại có thể máu giấy đến như vậy chứ hả? Nha. Tôi lại nhảy qua và bắn lại cái chiêu 2, lấy đi mạng của Xin Hao. Đó chính xác là double kill dành cho một người đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Và trong tình huống này chúng ta muốn thắng thì chúng ta phải làm gì đây?
thì bê chậu thắng thôi đó mà, chứ làm gì đấy mấy nay. Ủa chú Khê, và anh em thích video của tôi đừng quên bỏ lại cho tôi một like, một share và đăng ký nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. So thank you.